Xin kính chào các thượng đế, bây giờ là 16 giờ 55 phút ngày 11 tháng 1 năm 2024. Có người thì gọi là năm 2024. Báo cáo với lại các thượng đế, combo băng cassette số 2 mình đang cách đây được khoảng 1 giờ đồng hồ. Người ở bản mình thì cũng học người ở dưới xuôi. 1 giờ thì có 60 phút, 1 phút thì có 60 giây nhá. Thế còn 1 giây thì có bao nhiêu cái gì nữa thì lại chưa nghiên cứu, nano dây hay là micro dây đấy, cái đấy thì chưa nghiên cứu nên là chưa 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 thể nói được đấy. Combo đấy đã được một người anh em có cái bụng tốt ở quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội đã Trần Văn Chốt. Người anh em tốt này đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương, vì người anh em này cũng thực hiện cái quyền đó là được chuyển thóc ngay và luôn. Người anh em đã chuyển đủ cho mình 300.000 đồng. Trân trọng cảm ơn người anh em ở quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội. Và bây giờ lại tiếp tục lên sóng một combo băng cassette để các thượng đế Trần Văn Chốt. Xin thưa với các thượng đế, Chế Linh hân hạnh giới thiệu tới quý bạn, quý vị một cuộn băng cassette chất lượng cao với nội dung chương trình Tiếng Hát Chế Linh Kim Đằng 1. Kim Đằng 1, Kim Đằng 1 nha. Đấy, Tiếng Hát Chế Linh 1 đấy. Nhạc này thì ai cũng biết rồi, đây là nhạc trước năm 1975. Trước năm 1975. Băng này cũng như băng kia, bên ni cũng như bên nớ, có mỗi một cái khiếm khuyết là cũ mà như mới. Âm thanh thì vỗ đùi đen đét. Sony HF910 một cuộn. Cuộn này là cuộn thứ hai, cuộn này cũng Sony HF910. Cuộn này cũng không kém phần long trọng, thậm chí cuộn này còn mới hơn. Nhìn cái chữ nó như này là biết rồi. Đấy. Ca sĩ Tuấn Vũ. Tuấn Vũ. Băng Sony HF90 ca sĩ Tuấn Vũ hát. Cuộn này là cuộn thứ 3. Băng Sony HF90 ca sĩ Trường Vũ hát trong album đĩa CD Nó Và Tôi. Đã kiểm tra chất lượng âm thanh của cả hai mặt đạt tiêu chuẩn. Cuộn này là cuộn thứ 4. Xin thưa với các thượng đế, đúng là Tết về đến đầu ngõ nhà ta rồi. Boney 79. Boney 79 thì không thể thiếu được trong không khí đón Tết nhá. Đấy. Nghe bây giờ không có cái nhạc nào mà nghe nó lại bốc lửa, nó lại nghe nó lại sướng như Boney 79. Đấy. Đấy, HF90. Những cái cuộn băng Boney 79 này phải tuyển lựa kỹ lưỡng để các thượng đế coi như thế, là nhiều khi còn đưa vào loa thùng. Đấy, thế nên phải tuyển lựa kỹ lưỡng và phải hiệu chỉnh về vấn đề âm thanh kỹ lưỡng nha. Đấy, Boney 79 Tết về đến đầu ngõ nhà ta rồi, các thượng đế Trần Văn Chốt ngay vào luôn này. Còn cuộn băng này bao giờ cũng vậy, cũng có một cuộn băng in hình. Cuộn băng này thì chia sẻ nhiều rồi. Đây này, băng này là Chế Linh Thanh Tuyền Song Kiếm Hợp Bích. Băng này mua ở trên Sài Gòn. Đây. Đấy, Sony HF90 tem đỏ. Chỗ này là 1 này, 2, 3, 4 cuộn này là mình thâu, còn cuộn này là mình mua. Tổng cộng chỗ này là có 5 cuộn. 60.000 đồng một cuộn, 5 cuộn là 300.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Hôm nay tại thời điểm này vẫn là ngày mùng 1 tháng Chạp. Cuộn này mình cũng mua của sư huynh ở trên Sài Gòn. Thế nhưng mình kiểm tra về chất lượng âm thanh nó không được ưng cái bụng. Nó không được ưng cái bụng. Có một mặt thì nó lại to, còn một mặt thì nó lại bé. Nghe vẫn nghe được ấy, thế nhưng mà cái âm lượng của nó hai hai mặt A và B nó không cân nhau. Đấy, ví dụ như mình đang để cái volume ở cái mức độ, ví dụ như cái hướng 9 giờ đi, mình nghe mặt A, sang đến mặt B thì nó lại tụt xuống, lại bé đi. Nên là muốn nó to lên thì lại phải nhích cái volume lên. Nên bởi vậy những cái cuộn băng như vậy mình không bán. Mà rõ ràng cuộn này là mình mua chứ không xin được nhá. Thế nhưng mình để tặng
bỏ vào đây để tặng để tình cảm của chúng ta ngày càng phát triển. Thế cho nó hoành tráng. Đấy, cuộn này nghe được nhá, nhưng mà về cái vấn đề âm lượng là nó không đều, nó không đều. Tức là một mặt thì to còn một mặt thì lại hơi bé một tí. Đấy. Thế là 6 cuộn, bán 5 cuộn, tặng một cuộn này là 6 cuộn là cuộn này nghe được. Còn 3 cuộn này thì không nghe được. 3 cuộn này chỉ để chơi đi. Này. 3 cuộn này chỉ để chơi đi. Vỏ thì ngoài đẹp lắm, thế nhưng mà ruột thì hỏng rồi. Ê, cuộn này mình thô thô bô đây 79. Thế nhưng mà cuộn này không đạt về âm thanh. Thế nên để tặng để chơi thôi. Đây, 3 cuộn này tặng để chơi nhá. Đấy, chứ không phải cứ thâu lên ở bán bừa đi, làm cái trò mèo đi chả chơi nhá. Đấy, thì điểm danh chỗ này này. 1 2 3 4 5 cuộn này là bán, cuộn này là tặng là 6 này. 7 8 9 thì bỏ cá nó ra đây. Thế thì cho nó dễ. Này. 1 2 3 4 5 cuộn này là bán, là kiểm tra âm thanh là ngon lành cành đào rồi nhá. Đấy. Thế còn 1 2 3 4 cuộn này là tặng. 4 cuộn này là tặng thì trong đó có một cuộn này là nghe được này, nhưng mà âm thanh nó không, hai mặt mặt A và mặt B nó khác nhau. Đấy, về cái mức độ âm lượng là nó khác nhau. Đấy. Cho nên cái băng này gọi là nghe nhì nhằng xì chẳng thôi, chứ thâu rồi nó không đạt yêu cầu nhá. Thì những cái cuộn băng tặng này về để các thượng đế sư làm bộ sưu tập, không phản hồi về chất lượng âm thanh nhá. 300.000 đồng combo chỗ này là 9 cuộn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Combo này là combo số 3. Đấy, các thượng đế mà Trần Văn chốt thì nói rõ là tôi Trần Văn chốt combo số 3. Đấy. Thôi thế bây giờ mình dừng video ở đây để đi gửi hàng thôi. Đi gửi hàng thôi. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào sông mã anh hùng. Chào các đồng chí. Xia xịa.